Vào khoảng 8 giờ 30 phút tối ngày hôm qua, tại quốc lộ 19 đoạn qua địa bàn Thôn Nhân Tân, xã Đắc Tà Rây, huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai, một chiếc xe khách dường nằm bỗng dưng bốc cháy dữ dội khi đang chở theo nhiều hành khách. Vào thời điểm trên, xe ô tô khách biển kiểm soát 77B01065 chạy theo hướng Bình Định Đắk Nông, lúc này trên xe có 21 người, gồm hai tài xế, hai phụ xe và 17 hành khách. Khi đến địa điểm trên xe khách tự bốc cháy. Mặc dù lực lượng chức năng đã nhanh chóng điều động xe cứu hỏa xuống hiện trường, tuy nhiên ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ xe khiến hàng hóa, hành lý của hành khách bị thiêu rụi, chiếc xe hư hỏng hoàn toàn. May mắn 21 người trên xe đã kịp thời thoát xuống.